Sáng ngày 17 tháng 11, cuộc đua truyền thống Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18, tranh cúp VOH đã chính thức khởi tranh và ngay ở trận đầu tiên đã có những bất ngờ thú vị. Chặng 1 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Phước, dài 117 km, là chặng khởi đầu cho màn chinh phục gần 1.000 km của giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18. Các cuộc tấn công liên tục diễn ra sau khi xuất phát và ekip thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội. Tại đích đến, tay đua Nguyễn Tấn Hoài, đội Domesco Đồng Tháp đã vượt lên mọi đối thủ. Và khi chỉ cách vạch đích khoảng 3 mét, anh tưởng đã cầm chắc chiến thắng nên vung hai tay vui mừng. Nhưng do thiếu quan sát đối thủ phía sau, khi Tấn Hoài buông tay khỏi ghi đông thì Nguyễn Trường Tài của đội VUS thành phố Hồ Chí Minh vượt lên bên cạnh và cán đích trước trong một tích tắc. Qua đó Tấn Hoài chỉ về nhì. Và Nguyễn Trường Tài cũng mặc chiếc áo vàng sau chặng 1. Còn tay đua Lê Nguyệt Minh đã dẫn đầu giải áo xanh với 19 điểm, đồng thời giúp đội Manasium thành phố Hồ Chí Minh vươn lên dẫn đầu giải đồng đội. Xếp sau là dược Domesco Đồng Tháp 2 và ADC truyền hình Vĩnh Long. Sáng 18 tháng 1, đoàn đua thi đấu chặng 2 từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đi thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với lộ trình dự kiến 119 km. Giải bóng bàn tranh cúp báo Hà Nội mới mở rộng 2015 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này với sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tay vợt chuyên nghiệp và phong trào trên toàn quốc. Công tác tổ chức giải đấu này tiếp tục có những thay đổi để chất lượng chuyên môn của giải ngày càng được nâng cao. Ở lần tổ chức thứ tư, giải bóng bàn tranh cúp báo Hà Nội mới tiếp tục cho thấy sức phát triển và quy mô ngày càng được mở rộng, xứng đáng với vai trò là giải đấu có vai trò đặc biệt quan trọng của làng bóng bàn thủ đô. 300 tay vợt nghiệp dư và chuyên nghiệp ở nhiều trình độ khác nhau đến từ 55 câu lạc bộ trên toàn quốc đã góp mặt tranh tài. Trong đó, đáng chú ý nhất đã và đang từng khoác áo đội tuyển quốc gia bóng bàn sẽ thi đấu tại giải. Với mong muốn đem đến một sân chơi có chất lượng chuyên môn cao, nhiều thay đổi và điều chỉnh trong công tác tổ chức giải đã tiếp tục được thực hiện. Giải bóng bàn tranh cúp báo Hà Nội mới lần thứ tư có một cái điểm mới so với giải năm trước, đó là cái trang thiết bị để thi đấu nó chuyên nghiệp hơn và nó hiện đại hơn, được các nhà tài trợ, bởi vì uy tín của cái giải này cho nên các nhà tài trợ họ tham gia vào để tài trợ và tất cả những cái trang bị thi đấu nó hiện đại và nó có tiêu chuẩn quốc tế. Theo điều lệ, tổng giá trị giải thưởng toàn giải lên tới 120 triệu đồng và giải sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức từ ngày 19 đến 22 tháng 11. Thông tin vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hành tinh thể thao của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình tiếp theo.